quý vị đến tham dự sự kiện xu hướng công nghệ ngành khách sạn năm 2023. Lời nói đầu tiên, Như Yến xin phép được thay mặt cho ban tổ chức Hội IT Khách sạn Sài Gòn xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng. Lời đầu tiên, Châu Huy gửi lời chào trân trọng và cảm ơn tới tất cả anh em và bạn bè gần xa. Xin cảm ơn ạ. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết bạn thân ái, trao cho nhau những lời tiếp theo. Chúng ta mình không phân chia ai là IT vendor, chúng ta chỉ là những người bạn. Và đó là mình muốn kết nối tất cả anh em của cả nước tới đây và chung vui. Và nếu có chương trình có gì sơ sót thì xin mọi người bỏ qua. Thank you. Chung rất được vinh dự được đứng đây nhưng mà có hội IT Sài Gòn vẫn rất vui được thấy các anh em IT, các anh chị vendor supplier vẫn còn ngồi cho đến thời gian này để cho cái buổi tiệc. Để đó là lời cảm ơn đầu tiên mà Chung dành cho tất cả những người có mặt ở đây. Và tất nhiên là cái buổi tiệc này mà nó sẽ không thành công, không có được cái sự đóng góp support từ phía các anh chị supplier như trên màn hình. Đây là rất là tri ân, cảm ơn các anh chị đã cùng đồng hành với IT Group Sài Gòn. Chúng không biết nói gì hơn, thôi chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi. Cảm ơn mọi người.